Dạ vâng, em xin được chào mừng tất cả các bác cô chú anh chị đã quay trở lại với phiên bán hàng của nhà em ngày hôm nay. Hôm nay em lên chia sẻ tới các bác những cái mặt hàng lan rừng thuần tại Lai Châu các bác nhé. Em xin được trân trọng kính mời các bác cô chú anh chị vào theo dõi video và mua lan ủng hộ nhà em. Đầu tiên em vào một số lan đuôi chồn này, một số giò đuôi chồn thuần cho các bác sưu tầm nhé. Trên tay em cầm là một cái giò chồn có rất là nhiều cây luôn, rất là nhiều cây. Em mời các bác ngắm này, chồn rừng thuần các bác nhá. Được thuần ở trên một khúc gỗ như thế này, trên một khúc gỗ như này đã rất là thuần rồi. Đây là mặt sau đây. Đây, mặt trước có rất là nhiều cây chồn như này các bác nhá. Chụp đến xem cây nào. Cái này nguyên một gia đình, một khóm này, một dề này. Nhiều lắm các bạn, kéo phải hơn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tầm khoảng hơn chục cây các bác nhá. Đấy, mã này là mã số 10, có giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng cho mã số 10 ạ. Em qua mã tiếp theo vẫn là đuôi chồn các bác nhá, mặt hoa màu tím trắng và nó bông rủ dài như là đuôi con chồn, rất là đẹp luôn. Cái giò này thì thế của nó đẹp luôn, vòng tròn xung quanh các bác. Đấy. Được ghép ở trên gỗ lũa này. Độ thuần thì các bác có thể nhìn thấy đây, dễ đây, trang trí chỉnh chỉ rồi. Giò này ghép phải mấy chục cây chồn các bác. Cái này mà giò hoa thì rất là đẹp luôn, bởi vì là thế nó xung quanh luôn các bạn, thế xung quanh như này. Mã này, mã số 11 có giá là 450.000 đồng. Để ngay cho các bác nhìn. Không biết để kiểu gì cho các bác nhìn cho đẹp luôn. Đấy. 450.000 đồng cho mã số 11 các bác nhá. Các bác có một giò chồn với xung quanh cây chồn gấp rất là đều nhau như này. Đấy, khi cho hoa rất là đều luôn các bác nhá. Đẹp tứ phía luôn. Em qua mã tiếp theo là một giò chồn được thuần ở trên một cái chậu sứ như này các bác nhá. Thuần trên chậu sứ này, cây chồn rất là đẹp. Cái mã này toàn cây tuyển thôi các bạn. Toàn hàng tuyển thôi. Có một số lá bị đen cháy nắng này, không tránh khỏi cháy nắng các bác nhìn kỹ cho em. Nhưng em để ngoài vườn các bác. 430.000 đồng cho mã số 12. 430.000 đồng cho mã số 12. Cũng rất là nhiều cây chồn các bác nhá. Đấy, toàn hàng tuyển ra. Kiểu gì? Xung quanh là cái lọng giữa kiểu dẹt. Tiếp theo mà các bác đến môn với một giò giò lan kiểu dẹt này. Đâu, xung quanh là lọng đúng không? Xung quanh là lan lọng, còn ở giữa là kiểu dẹt. Đấy, hai loại lan các bác nhá. Được thuần ở trên mấy khúc gỗ lũa như này. Đây là mà sau đây. Đấy, hàng này cũng thuần lâu rồi các bạn. Dễ cũng móng sâu vào giá thể bên trong này rồi. Lũa rất là đẹp. Đấy, lan thì cũng như thế này. Hoa lan kiều dẹt. Đấy, xung quanh là lan lọng các bác nhá, kiều dẹt ở giữa này. Mã này em lên các bác là 450.000 đồng cái mã số 23. Đấy. Bác nào có các loại kiều tím rồi kiều trắng, kiều vuông mà chưa có kiều dẹt nhá. Hôm nay em lên với các bác một số mã kiều dẹt rất là đẹp luôn. Đấy. Bà con ghép cũng rất là gọn gàng, thuần chân gỗ lũa đẹp như này. 450.000 đồng cái mã số 23. Tiếp theo là một giò kiều dẹt được ghép bởi rất là nhiều khóm kiều luôn, các bác có thể nhìn thấy đây. Thuần ở trên một khúc gỗ lũa như này. Rồi gỗ này các bác chơi mấy chục năm luôn. Đấy. Gồm rất là nhiều khóm kiều các bác nhá. Mã này em lên các bác là mã số 24. Mã số 24 có giá là 500.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 khóm kiều các bác nhá. Đấy. Được ghép bởi 7 khóm kiều luôn, kiều dẹt toàn bộ kiều dẹt hết. 500 chưa? Có rồi, cảm ơn. Tiếp theo là em lên với các bác một cái chậu kiều nhỏ nhỏ xinh xinh như này các bác. Vẫn là kiều dẹt các bác nhá, vẫn là kiều dẹt. Được bà con thuần ở trên một cái chậu dớn như thế này. Đấy. Mã này là mã số 20, mã số 20. Chia sẻ với các bác với giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng. Đấy, hoa lan kiều dẹt các bác nhá. Lá đây, rất là nhiều thân tơ đẹp. Giò này rẻ này, có 350 thôi. Cho mã số 20. Hôm nay em về nhiều kiều dẹt, một lô kiều dẹt cho các bác sưu tầm nhá. Đấy, bác nào mà chưa có cái dòng kiều này các bác chốt 1-2 chậu về chơi chơi, ủng hộ nhà em. Mã tiếp theo là một giò kiều mã số 21, có giá là 380.000 đồng. Được ghép bởi 3 khóm kiều nhá. Được ghép bởi 3 khóm kiều các bác nhá. Đấy, 1-2-3 đúng không? Mã số 21, 380.000 đồng. Hoa lan kiều dẹt. Dòng này thì nó cũng hiếm hơn mà hoa nó có đẹp lắm các bạn. Mã số 22, 400.000 đồng. Đấy, vẫn là kiểu dẹt các bác nhá, được thuần ở trên một cái chậu dớn như thế này. Đấy, thân lá như hình các bác nhá, các bác ngắm kỹ cho em.
Trong quá trình các bác xem video mà các bác muốn xem lại giò lan mình thích thì các bác có thể kết nối Zalo, em gửi lại ảnh cho các bác xem nhé. Số điện thoại Zalo của em là 0836073218 ạ. Đây là kiểu dệt mã số 22, có giá là 400.000 đồng. Không biết là em còn nói nhanh quá không, nó chậm lại như thế. Em có một cái tật xấu là nói nhanh các bạn, rồi nó chậm lại. Tiếp theo là mã số 26, mã số 26 kiểu dẹp thuần ở trên một cái bảng dớn các bác nhá. Mã số 26 có giá là 400.000 đồng ạ. 400.000 đồng cho mã số 26. Mời các bác đến với một mã lan long tu đá của Xìn Hồ trên em này. Lăng tu đá mặt hoa màu tím đậm rất là đẹp các bác nhé. 450.000 đồng cho mã số 00. 450.000 đồng cho mã số 00. Long tu đá mặt hoa màu tím rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là kiều gì? Một chậu kiều vuông chia sẻ với các bác được ghép bởi nguyên một rề. Đấy. Một chậu kiều vuông được ghép bởi nguyên một rề cho các bác này. 220.000 đồng cho mã số 27. Đấy. Mã số 27 chia sẻ cho các bác rất là rẻ thôi. 220.000 đồng rau này. Úi dồi, các bác nhìn cho em này. Mầm gốc đang lên các bác nhá. Bên trong này, mầm gốc đang lên các bạn. À, cái dòng kiều vuông này là nguyên một rè này đến lúc ra hoa sẽ đều nhau và đẹp các bạn. Chỉ có 220.000 đồng thôi. Các bác có một dòng kiều vuông cho mã số 27. Hoa kiều vuông đẹp lắm, các bác chưa biết mặt hoa thì có thể kết nối gửi mặt hoa qua Zalo cho các bác ngắm nhá. Đây là kiều trắng đúng không? Một mã kiều trắng này có đang sưng mụn đây đấy, cái này không phải sưng nữa, không phải à. Một mã kiều trắng 1.000.000 cho mã số 28. Có 10 mầm gốc, có 10 mầm gốc các bác nhé, cũng nguyên một rề này, đang có 10 mầm gốc nữa đang lên đấy. Tới này các bác có một giò siêu phẩm luôn. À, kiều trắng này thì mặt hoa màu trắng tinh khôi rất là đẹp các bác. Mã số 28 1.000.000 đồng. Tiếp theo là một cái chậu đùi gà tròn. Đùi gà tròn ở thuần trên chậu nhựa như này các bác. Đùi gà tròn. Cắt cái này ra. Bó vào rồi. Bác nhìn không được kỹ được. 300.000 đồng cho mã số 32. Đấy. Rất là nhiều thân trong hoa, trong mùa hoa tới các bác nhá. 300.000 đồng cho mã số 32. Hoa lan đùi gà tròn. Thân rất là dài luôn. Tiếp theo là một cái chậu đùi gà chớp này. Mã số 30. Có mặt hoa không? Mời các bác ngắm đây là mặt hoa của đùi gà chớp các bác nhé. Đây là mặt hoa của đùi gà chớp. Đấy, mặt hoa rất là đẹp luôn các bác. À, chậu này em đem các bác là mã số 30. Có giá là 550.000 đồng. 550.000 đồng cho mã số 30. Ngắm hoa đẹp ba phê các bác. Mã số 29 cũng 550.000 đồng. Như một khóm gà luôn. Đùi gà chớp các bác nhé, mặt hoa siêu đẹp. Mã số 29 550.000 đồng. Gà bã trầu. Ra một chậu gà bã trầu. Một chậu gà bã trầu thuần trên chậu sứ nhá, 700.000 đồng cho mã số 31. Có mặt hoa chưa? Cho các bác xem mặt hoa. Mã số 31 có giá là 700.000 đồng. Đùi gà bã trầu các bác nhá. Quế trắng tháng 8 đang 4 vài độ. Tiếp theo là một chậu quế trắng tháng 8 này. Đang có 4 vài độ, bao nhiêu cặp lá nhỉ? 1.800.000 đồng cho mã số 33. Đấy, anh em xem bao nhiêu cặp lá. 17. 17 cặp lá các bác nhá. Bản lá 5 cm. Một mẹ nhất. Mấy con đây? Một mẹ 2 con. Một mẹ 2 con các bác nhá. Bản lá to nhất là khoảng 5 cm. 1.800.000 đồng cho mã số 33. Quế các bác. Tiếp theo là em có một cái chậu hàng phi hạt này. Siêu đẹp chia sẻ tới các bác nhá. Một chậu hàng phi hạt siêu đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cho em thân rất là mập luôn. Vừa dài lại vừa mập. Các bác nhìn cho em này. Đấy. Mã này em lên các bác là mã số 16, có giá là 300.000 đồng thôi. Rất là rẻ luôn cho mã này. Bác nào chưa có dòng này các bác sưu tầm ủng hộ nhà em nhé. 300.000 đồng cho mã số 16, các bác một chậu hàng phẹt to như này. Nhà em sang chậu to rồi, chậu trong chậu ngoài. Vì đang phát triển rất là mạnh. Tiếp theo là một chậu đùi gà các bác nhé, một chậu đùi gà tròn siêu nụ luôn. Rất là sai hoa. Đấy. 1.000.000 cho mã số 17 ạ. Ui nặng thế. Đấy, 1.000.000 đồng cho mã số 17 nha các bác nhá. Đùi gà tròn lai châu cho em. Đấy, các bác cho hẳn chậu to này cho đẹp này. Các bác lại ra cho hẳn chậu to cho em 1.000.000 cho mã số 17 nhá. Hoa này là ra vào dịp Tết rất là đẹp các bạn. Kiểu vàng.
Tiếp theo là em mời các bác đến một chậu kiều vàng nhá. Một chậu kiều vàng này được thuần trên một cái khúc gỗ như này, đã rất là thuần rồi, rêu đây. Mã này em chia sẻ với các bác 200.000 đồng thôi cho mã số 15. Đấy. 200.000 đồng cho mã số 15 các bác nhá. Hoa lan kiều vàng. Tiếp theo em mời các bác đến với giò phi đập vàng. 250.000 đồng cho mã số 14. Phi đập vàng này chuẩn bị thắt ngọn và cho hoa các bác nhá. Chuẩn bị thắt ngọn rồi. Giò này cũng có xem nào. Bao nhiêu thân đây? Anh đếm em xem bao nhiêu thân hoa, bao nhiêu thân chuẩn bị có hoa. Đây không? Đúng rồi. 3, 4, 5. Đấy, em mời các bác ngắm nhá. 250.000 đồng thôi. Rất là rẻ. Hoa lan cái phi đập vàng thì nó màu vàng và thành chùm rất là sai hoa các bác ạ. Cho mã số 14 ạ. Mã không số 400.000 đồng. Vẫn là phi đập vàng các bác ngắm cho em. Quá đẹp luôn, dòng này xuất sắc luôn các bác. Đấy. Toàn thân trong hoa hiện tượng đang vàng lá xuống lá đấy các bác. Về nhà các bác nhận hàng phi đập vàng thì có thể là sẽ thấy một số lá nó vàng, nhưng mà đấy là hiện tượng bình thường các bác nhá. Là nó đang xuống lá. Đấy, xuống lá và chờ ra hoa thôi. 400.000 đồng cho mã số không số. Rồi, quá đẹp luôn các bạn. Bắn xuống rồi. Quế. Tiếp theo một là mã quế, bao nhiêu ngọn? Đẹp quá cơ các bác. 13. 13 ngọn các bác nhá. Mã số 13. Số. Mã số 13, tức là 13 ngọn đúng không? Bao nhiêu ngọn? 15 vòi hoa. Đấy, thử báo giá luôn đi. 3 triệu. 3 triệu đồng cho mã quế này các bác nhá. Mã số 13 có 15 ngồng hoa. Đây có giá là 3 triệu đồng. Bác nào thích sưu tầm mã to thì các bác có thể kết nối Zalo quay lại từng ngồng từng ngọn cho các bác ngắm nhá. Tiếp theo là một cái giò, đây là mấy mẹ mấy con đây. Mẹ 4 con đấy. Một mẹ 4 con. Tam bảo sắc đúng không? Mà đẹp quá các bác ơi. Một mẹ 4 con đây, mời các bác ngắm này. Tam bảo sắc hàng lá xếp đẹp các bác nhá. Hàng lá xếp đẹp luôn. 450.000 đồng cho mã số 7, rẻ. 450.000 đồng cho mã số 7 các bác nhá. Đấy, các bác có một giò tam bảo sắc đẹp như này. Một gia đình luôn các bác ạ, một gia đình luôn. Một mẹ 4 con. 4 con đều nhau, cây mẹ đây các bác. Đấy. 450.000 đồng cho mã số 7 ạ. Rồi đẹp. Quá chốt một giò cá, à giò đấy mẹ khác hơn, to hơn nhỉ. Tiếp theo là một mã cáo nhá, cái này có phân nhánh không? Không phải phân nhánh đúng không? Cáo thường. Cáo Lai Châu 450.000 đồng cho mã số 18. Một đó, cây cáo. Bản lá 4 sen rưỡi. Bản lá 4 sen rưỡi các bác nhá. Bản lá 4 sen rưỡi này. 450.000 đồng cho mã số 18. Cáo tím các bác nhá. Tiếp tục là một cái mã cáo. Mã số 2. Đấy, các bác có 3 cây cáo như thế này. 3 cây cáo 2, à mấy nhỉ? 300.000 đồng. 300.000 đồng cho mã số 2. Cáo tím Lai Châu các bác nhé, đặc sản trên em rồi. Các bác chưa có vùng, các bác có cáo ở các nơi mà chưa có cáo Lai Châu các bác sưu tầm này. 300.000 đồng cho mã số 2. Tiếp theo là một giò cáo phân nhánh các bác nhé. Một mã cáo phân nhánh này. 550.000 đồng cho mã số 19 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Một bên 5, một bên 6 các bác nhé. Đấy, 550.000 đồng cho mã số 19. Đây là vòi hoa cũ các bác có thể nhìn thấy là phân nhánh đây nhá. Đây là cáo phân nhánh các bác ạ. Nở hoa các bác ngắm thấy quá phê luôn. 550.000 đồng cho mã số 19. Vẫn là cáo. Hôm nay em có rất là nhiều cáo cho các bác sưu tầm luôn. Mà giá lại bình dân thôi các bác. 200.000 đồng. Cáo Lai Châu. Đấy, 200.000 đồng cho mã số 1. Các bác có 2 cây cáo như này. Đây vòi hoa cũ của nó đây. Dài hơn cả lá các bác. 200.000 đồng cho mã số 1 các bác nhá. Hàng nhà em là hàng rừng thuần, ăn nắng ăn gió nên là thân lá như này. Không say mất như hàng nhà vườn đâu các bác. Đấy. 200.000 đồng cho mã số 1. Cái gì đây? Nhãn thánh nhãn 4L. Nhà tiếp theo là chia sẻ với các bác một cái chậu nhãn 4L các bác nhá. 4 triệu đồng cho mã số 3. 400. 400. 400.000 đồng các bác, em xin lỗi 400.000 thôi. Không có bác lại giật mình. 400.000 đồng cho mã số 3 các bác. 400.000 đồng cho mã số 3. Đây là nhạn 4L, thân lá rất là đẹp, có 2 cây. Đấy, thuần trên chậu nhựa các bác nhá. Thế là kiều mỡ gà đang lụ đấy. Lụ. Tiếp theo là một cái chậu kiều mỡ gà đang sưng mắt nụ, rất là nhiều nụ luôn.
Đây các bác chuẩn bị ngắm nhá. Đang chi chít nụ, rồi nhiều nụ lắm các bác ơi. Các bác nhìn thấy không ạ? Đây ví dụ thân này này. Nụ đây các bác là sưng nụ này. Đấy. Đang rất là nhiều nụ luôn, một chậu kiều mỡ gà thuần trên chậu nhựa. 400.000 đồng cho mã số 4 ạ. 400.000 đồng cho mã số 4 hoa lan kiều mỡ gà các bác nhá. Mặt hoa của nó này rất là đẹp. Các bác chưa được biết mặt hoa có thể kết nối Zalo em gửi mặt hoa cho các bác ngắm nhá. 400.000 đồng cho mã số 4 ạ. Đây là sơn thủy tiên họng gì đây chú? Họng đen hàng đột biến này. Trước mắt các bác là một cái chậu sơn thủy tiên họng đen. Là một chậu sơn thủy tiên họng đen hàng đột biến. Được ghép bởi chắc là phải hai dề. 450.000 đồng thôi cho mã số 5. Đấy. 450.000 đồng củ của nó này. To mập cho các bác nhìn ngón tay của em đây. Đấy, không là gì so với cái thân này cả các bác. 450.000 đồng cho mã số 5. Sơn thủy tiên họng đen các bác nhà hàng đột biến hoa, em bảo hành mặt hoa cho các bác luôn chậu này. Quế trắng tháng 8 một mẹ đàn con. Tiếp theo là một cái giỏ quế trắng tháng 8. 4 con. Một mẹ 4 con đang có nụ. Đây nụ. Đang có nụ các bác nhá, không biết là mấy nụ đây. Hai nụ các bác ạ. 450.000 đồng cho mã số 8. Đây ạ. 450.000 đồng. Một gia đình quế trắng tháng 8 các bác nhá, một mẹ và 1 2 3 4 con. Một mẹ 4 con. 450.000 đồng cho mã số 8. Được thuần ở trên một cái khúc gỗ các bác nhá. Cây mẹ đây. Đang có ngổng hoa, đang hiện tại đang hai ngổng hoa. Thật ra là một cái chậu thập hoa trắng này 2 triệu cho mã số 6. Mặt hoa này các bác ngắm cho em nhé, mặt hoa màu trắng rất là đẹp luôn. 2 triệu đồng cho mã số 6. Rất là nhiều nụ, chi chít nụ các bác nhá. Em mời các bác đến với một giò phi đập vàng này. Mã số 9 có giá là 350.000 đồng. Hoa lan phi đập vàng thuần trên bảng dớn các bác nhá. Đang có rất là nhiều kỳ ở dưới nữa. Và những cái thân dài dài này đều là thân cho hoa chứ các bác ơi, chuẩn bị cho hoa rồi. Hiện tượng cắt ngọn và chuẩn bị xuống lá cho hoa. Đấy, tháng sau là có hoa đấy các bạn. Mã số 9 350.000 đồng. Trúc đen nguyên bản 400. Mã gì? Trúc đen. Mã gì? Có một giọt trúc. Tiếp theo mà các bác đến một mã trúc đen nhá. Đây là trúc đen nguyên bản luôn. Xung xuyên thân lá luôn. Đấy. Một mã trúc đen nguyên bản 400.000 đồng. Các bác lên mã cho nó trúc đen luôn. Bởi vì nhà em chỉ có một mã thôi. Duy nhất một mã trúc đen các bác. Nguyên bản luôn. Mà em nhắn cho cái chậu này chứ còn nó là củ gỗ nguyên bản bên trên đây. Đấy. 400.000 đồng cho mã trúc đen. Thuyền Nga đen. Mặt hoa có đẹp không chú? Đẹp. Thế là một chậu cái này thì em chưa được ngắm mặt hoa. Không biết là có đẹp không? Thiên Nga đen. Có tên là Thiên Nga đen các bác. Thiên Nga đen. 200.000 đồng. Một chậu Thiên Nga đen có giá là 200.000 đồng. Đấy. Không có mã gì nhỉ? Không cần mã. Không cần mã. Thiên Nga vàng. Đây là Thiên Nga vàng các bác nhá. Bao nhiêu tiền? 180.000 đồng. 180.000 đồng cho một chậu này. Đấy, Thiên Nga vàng. Để mình xem trên mạng xem mặt hàng đẹp. Tiếp theo là một chậu Thiên Nga đỏ này. Đấy, Thiên Nga đen, Thiên Nga vàng. Đây là Thiên Nga đỏ nhá. 180.000 đồng. Thuần trên chậu nhựa. Thiên Nga cam. Thiên Nga cam 180.000. 180.000 Thiên Nga cam nhá. Tiếp theo thì em muốn chia sẻ tới các bác một cái đặc sản ở trên em, đó là tam thất các bác nhá. Tam thất đen. Đây là củ này em hôm qua vừa cắt ra để dùng nên chia sẻ cho các bác luôn. Đen như này các bác nhá. Tam thất đen này. Cái này ăn ngon lắm luôn các bác. Nhà em hôm qua vừa mới ăn xong nửa củ này cho cả nhà một bữa canh xương. Rất là ngọt luôn. Tam thất này thì có công dụng đó là bổ máu các bác ạ, bổ máu. Và đặc biệt tốt cho những bác nào mà mới ốm dậy này, mới ốm dậy bị thiếu máu nhá, cần phải phục hồi sức khỏe này. Cái này nó đánh tan cả các khối u cho các bác luôn. Hỗ trợ ngăn ngừa điều trị ung thư đấy các bác, phòng ngừa các khối u. Thì cái tam thất này ở trên em thì đây là hàng size to. Hàng size to đùng luôn là 900.000 một cân. Cái những cái size nhỏ hơn thì sẽ rẻ tiền hơn các bác, giá rẻ hơn. Đây là hàng size to các bác nhá. Đấy, củ của nó đen như thế này. Tiếp theo là mật ong rừng các bác nhá. Mật ong khoái rừng này. Ở trên em mình có một món đặc sản là mật ong rừng. Mật ong này là 300.000 đồng trên 1 lít thôi. Chuẩn rừng cho các bác. Chuẩn rừng cho các bác luôn. Tiếp theo em chia sẻ với các bác cái thuốc đặc trị xương khớp của người dân tộc Dao đỏ này.
Cái này thì em đã gửi cho rất là nhiều người rồi và mọi người sử dụng rất là ok. Có bác thì bị tê tay, tê chân uống cũng khỏi, bị đau lưng uống cũng khỏi, còng còng lưng đi lại là bình thường. Nói chung là cái thuốc này rất là hay mà lại rẻ các bác ạ. 150.000 đồng cho một thang, liệu trình nó là 3 gói như này. Đấy, thuốc đặc trị xương khớp, bác nào bị đau nhức xương khớp này, đau lưng mỏi gối này, đau thoái hóa đốt sống, thoát vị địa đệm ấy, thì các bác uống này cho em. Cách dùng là các bác muốn uống hàng ngày nha các bác nhá. Cái này là của nhà thuốc các bạn, dùng rất ok nên em muốn chia sẻ tới các bác. Tiếp theo là cái viên hoàn hà thủ ô, hà thủ ô vừng các bác nhá, mật ong hà thủ ô được ve với cả mật ong và vừng, 350.000 một cân, 350.000 một cân, một cái hộp này là nửa cân các bác nhá. Bác nào mà đang cần mọc tóc đen, bác nào mà bị thiếu máu mất ngủ, các bác dùng cái viên hà thủ ô này cho em. Đây em chưa bóc ra, còn gì không, hết rồi. À, thủ ô này cũng kết thúc video của nhà em hôm nay. Em xin được cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi video. Và em rất mong được sự ủng hộ của các bác. Các bác đặt hàng thì gọi điện cho em qua số điện thoại hoặc là Zalo của em là 0836 073 218. Em cảm ơn các bác nhiều ạ.